Này, lúc bác đi, mụ vợ nhà bác có biết không? Con mà tài thánh mà biết thì làm đếch gì. Mấy mụ vợ cái gì nó cũng biết thì con làm thằng chồng làm gì. Đúng. Sao đây? Trước khi đi em quát, bu nó ở nhà, nhớ đổ thóc ra phơi. Xong thì băm bèo cho lợn ăn, để tôi còn ra quán uống rượu với mấy đám bạn. Rõ chưa? Thế gian ba sự chưa chừa, rượu nồng dê béo gái vừa đường tẩu. Ui ơi, trời ơi là trời. Ôi sao lâu thế à bác Lý ơi. Cái lão chọc này lại bị con vợ nó kẹp cổ không ra được rồi. Thôi, anh em mình cứ sơi trước, đến chậm cho sơi dâu. Sao thế? Kìa, bác sơi tôm, cái giống này nó kỵ nhất là nguội, tanh. Không dám vô phép ấy. Nhà em kính bác sơi trước. Cái món này bác chả thích lắm là gì? Em mời bác ăn hay không thì em còn liệu chứ. Kìa, mụ vợ bác đi tìm thì phải. Úi trời, úi, úi, chết em rồi. Các cụ đã nói, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Bác thật là đã gấp trước thì phải gấp con tôm nhỏ chứ. Bác bỏ quá rồi. Thực tình em định gấp con tôm nhỏ, nhưng sao bác biết ý, mắt em nhìn con nhỏ nhưng nó lại xem con to. Đúng rồi. Thấy lắc. Nếu là bác, bác làm nào? Nếu là tôi, tất nhiên tôi sẽ gấp con tôm nhỏ. Thì đằng nào mà chả thế. Chính vì em biết bác gấp con tôm nhỏ nên em đành gấp con tôm to vậy. Đúng là cái đồ mặt dày. Bác Lý này. Hả? Em đố bác trên đời này cái gì là cứng nhất? Đá mới sát chứ gì nữa. Không phải, đá thì đập vỡ, sắt nung ấy cũng phải mềm. Thế nó là gì? Dâu ấy là cứng nhất. Da mặt bác dày thế kia, dâu nó còn dùi thủng được nữa là. Da mặt tôi dày thật, nhưng làm sao mà dày bằng da mặt được. Hà cớ làm sao mà bác lại bảo da mặt em dày hơn da mặt bác? Thì dâu cứng đến thế mà cũng không rùi thủng được da mặt bác, vậy thì da mặt bác chẳng dày hơn da mặt tôi là gì.
Chỉ uống chứ mày mặc gì. Chừng nào. Kính bác ạ. À. Gió sao gió mát sau lưng, khi không lại nhớ người dưng thế này. Những cô béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, cứu con chết cả ngày. Địa lạc cũng lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhảm. Đâu rồi? Nhãng ra một cái là thấy biến mất ngay. Rồi. Sao thế? Cái gì chết? Không sao. Bác uống tiếp đi. Này, dạ. Bác ngã đi. Này này này, ai trả tiền cho tôi đây? Bà yên tâm đi, tí nữa tay Huỳnh Chọc sẽ sang giả bà đầy đủ. Chính hắn mời chúng tôi ra đây mà. Trên thế gian này có ba loại uống rượu. Anh em mình là loại tiên tiểu. Đã là tiên tiểu thì rượu nào rượu lại say người. Có người say rượu từng cây rượu say. Kìa bác Huynh. Bác ơi, không ra quán uống rượu lại ngồi cái thần cụ ở đây à? Sao cầm như hến ấy? Hay là vợ nó cắt lưỡi rồi? Tôi chót lỡ tay, đánh vỡ chai rượu rồi. Mà lại là rượu nếp chính cống đấy. Vỡ rồi thì nhặt mảnh xanh vứt đi. Ngồi đấy, dòm cái gì nữa? Tôi phải chờ. Chờ gì? Úi giời ơi, chờ cho rượu ngấm kỹ vào đất, rồi đào chỗ đất đấy mang về lọc lại. Ít ra cũng phải được vài chén. Rồi ạ. Thằng dở người, thằng điên, thằng khùng, thằng rắn sành ra mỡ. Ôi giời ơi là giời. Chắc lại đi nghe cái lão Huỳnh, cái lão Lý Lác ở nhà bên cạnh rủ nhau đi uống rượu, đến bây giờ vẫn chưa thèm về. Được rồi, về đây á. Về đây thì lần này á, bà sẽ cho biết tay cho mà xem. Chết luôn. Trời đâu! Bác Lý ơi, cứu em! Vào không vào? Chạy không chạy? Là cớ làm sao? Nhớ, đã
rồi, hễ trời sắp mưa là phải cất váy của bà vào. Để váy của bà ướt thế này à? Dám đi chơi uống rượu, váy của bà ướt lấy đâu ra ngày mai bà đi chợ? Hả? Mình, hả? Tôi xin mình, để tôi phơi lại cho mình nhá. Phơi lại à? Chú vào đây, vào đây. Không, không cất quần áo của ông à? Ông úp mày vào xọt cho mày chưa chứ lại láo với ông thế nào được? À, lắm mồm à? Tôi xin mình tha cho tôi chứ. Ông úp mày vào xọt, ông chọc mày chết. À, chọc mày như chọc mình con chuột này. Mình ơi, à, mày láo với ông, ông trói mày vào võng, ông cù cho mày buồn. Mình ơi, tôi xin mình em buồn quá. À, ông trói cho mày cù buồn chết thì tôi. À, mình ơi, tôi xin mình tha cho tôi. Tình tướng, đúng là cái thằng này, vừa hèn vừa sĩ diện. Chẳng phải tay ông, ông kia hầm như thế. Ông làm cái gì? Ông làm cái gì hả? Thì ông cất váy vợ vào nhà từ lúc trời chưa mưa. Dạo ơi. Gió sao, gió mát sau lưng. Ôi giời ơi. Đi đâu đấy? Sao không đi mất xác luôn thì còn vác cái mặt về đây làm cái giày hứ? Ôi giời ơi là giời. Ngẩng cái mặt lên này. Nhìn đây này. Chồng con là cái nợ nần. Tha rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Đi đâu mà giờ này mới về? Lại say khướt rồi hử? Nào đã được chén nào đâu. Xem nào. Thế tay cầm cái gì kia? Đất đấy. Đất để làm gì? Đất trồng cây đấy. Dở người à? Nhà thì đất đầy ra, làm sao mà phải đi tha lôi đất ở đâu về mà trồng cây hả? Đưa xem nào. Ôi rồi. Ô kìa, không phải đất thường đâu. Rượu. Rượu đấy. Là sao? Tôi lỡ tay đánh rơi chai rượu nếp vỡ mất, đành xúc đất đem về lọc lại, ít ra cũng còn được vài chén. Ôi giời ơi là giời, con đời chùa nhà ai lại đi đáy đất lấy rượu bao giờ không hả? Giời hả? Mình không biết thì thôi. Biết gì? Một bát nước. Nước, một bát nước giải còn hơn cả vài thuốc nữa là uống hồ. Đây lại là rượu. Rượu à? Giời ơi, sao cái thân tôi nó khốn khổ thế này à rồi? Sao cái số tôi nó khổ thế này à rồi? Tôi lấy phải cái thằng chồng nó bần tiện, nó ngu si thế này à trời? Đứng dậy. Bà. Trời chết này. Ai bà này? Mày chết chưa này? Bà. Sống quê. Tôi vạn mình, tôi xin mình. Tôi xin mình. Mày chết chưa? Khè khè cái mồm thôi. Bé bé cái mồm à? Bà biết gì mà phải bé, bà cứ gào toáng cho cả làng cả đồng người ta nghe thấy à? Thằng chồng này, nhà này có thằng chồng mua, thằng chồng mua. Mày chết rồi, chết chưa, chết chưa. Ông đã nín nhịn mày bao nhiêu năm nay rồi, ông đã sợ. Phải để cho người ta sợ chứ. Cái thói ở đâu lại đánh chồng đến quen cả tay như thế hả? Dạ ơi. Thank you.
giờ này cả nhà đi vắng. Sao lại khói trong bếp? Hay là trộm? Quả tang Bu đã ăn vụng nhá. Thảo nào mấy hôm nay ông mang về rất nhiều tôm to mà chẳng được con nào vào mồm cả. Thì mình cũng phải cho tôi ăn, tôi mới có sức khỏe để hầu mình chứ. Thế là Bu nó giống tôi ở cái nết ăn uống rồi đấy. Mà này, từ giày đi ăn cỗ thì đừng có xét nét tôi, cứ để đi thoải mái. Này, ngày mai có đám dỗ như thằng Xoài rồi đấy. Nhớ hắn giọng, để nó còn nhớ, nó còn mời mình sang. Không được, chuyện trong nhà khác, chuyện ngoài đường mình phải nghe tôi. Mình có tính xấu, hễ cứ ngồi vào bàn là chúi mũi gấp lấy gấp để không nhìn ai. Có câu, ăn một miếng, tiếng một đời. Thôi, để ngày mai tôi buộc một sợi dây vào chân mình, khi nào tôi giật, mình mới được ăn đấy nha. U nó này, hôm nay nhà mình có việc mời khách, mình hãy nể mặt cái thằng chồng này cho tôi mát mặt một bữa. Sao? Khi có mặt khách, mình cho tôi được phép ra oai. Hò hét gì mặc ý tôi. Hả? Tôi xin mình, không có người ta lại bảo đàn bà ở cái nhà này lấn át chồng thì xấu mặt tôi, xấu cả mặt mình. Thiên hạ người ta chả nói xấu chàng hổ ai đấy là gì. Buồn. Thôi được rồi, mình thích thì tôi chiều. Nhưng mà bây giờ đi vào trong buồng, lấy cái áo tôi mới mua ấy, mặc vào rồi đi mời bà con hàng xóm. Ôi trời ơi, mấy thằng danh con này, tránh ra chỗ khác nào. Bác ở đây cái. Đi thằng này sao đứng được chưa thế. Đây là món giả quẻ, hơi ít rượu, không biết nó có cho món tôm không nhỉ. Bọn này chỉ biết kiếm thế. Lượn lờ ra ngóng vào trông, muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời. Ấy dè. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? 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 Bác có nhìn thấy con lợn của em vừa chạy qua đây không? Từ lúc em mặc cái áo mới này, chẳng thấy có con lợn nào chạy qua cả. Quay lại, vừa chạy qua đây mà. Ê, bác, bác Lý, trưa nay nhà em có dỗ, mời hai bác sang xây cơm. Chết thật, trưa nay tớ lại phải lên tỉnh chứ lì. Ấy chết, bác mà không sang, con vợ nó quánh em chết đi. Thôi rồi, để tớ tính. Thế nào bác cũng phải sang đấy nhá. Ừ. Ui giời ơi, rượu này mà đánh nhắm thì nhất đấy. Nếp cái hoa vàng đấy. Hôm nay vợ chồng em làm mâm cơm, trước là để cúng gia tiên, sau là mời các bác dùng bữa. Gọi là có chút cơm rau, dưa, chén rượu nhạt, để chúng em bày tỏ tấm lòng cảm ơn cái thịnh tình hàng xóm nói riêng. Bu nữa đâu? Cái gì đấy?
Bu nó đâu lên bảo cái. Ờ, dạ. Dạ vâng gì. Đứng đấy xem các bác cần gì còn lấy. Dạ thưa vâng ạ. Vớ vẩn là không được. Dạ bẩm thế nó vâng ạ. Dạ mời bác dùng ạ. Được rồi. Chết. Dạ cầy sao mặn thế nhỉ. Dạ mời bác. Ui giời ạ. Cái gì đấy? Thịt lợn sao lại thái to thế kia? Được đấy chứ bác ơi. Cá rán để cả vảy à? Số em nó khổ thế đấy. Chẳng may lấy phải con vợ xấu người. Xấu cả nếp. Vụng dại, dậy mãi không được. Thôi, các bác thông cảm. Cứ ăn uống nhiệt tình, tự nhiên như ở nhà. Bác khiêm tốn thế, vợ em chỉ được có một phần thôi. Này, lại bảo. Dặn bao nhiêu lần rồi nhá. Nước mắm tại sao lại không hâm lên hả? Ô hay, nước mắm mà cũng phải hâm mà. Ôi trời ơi. Mọi người ơi, hết cả người nhỉ. Bác có thấy ở cái làng này nhà lão Khuỳnh Trọng khá giả nhất không? Sập gụ, tủ chè, thóc lợn đầy đủ. Vậy mà hắn cấm có mời anh em mình lấy một bữa. Hay là hôm nay ta sang nhắc khéo lão xem. May ra nếu không được thì coi như mình đi chơi. Ừ đúng. Để rồi xem cái lão kỳ bò này đối xử như thế nào. Chồng người đánh bắt dẹp đông, chồng em ngồi bếp dương cung bánh mèo. Chồng em vừa xấu vừa kém nhan sắc vừa hèn chân hê. Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng, mày chết cái bài đó. Đứng lại. Vợ chồng nhà bác làm gì thế này? Dạ chúng em bắt con lợn nó bị sổ chuồng. Kìa mình ra đón cái ngã đường đằng kia kìa. Dạ. Này bác Hoành, nếu chúng tôi bắt được con lợn cho bác thì bác thịt luôn để tiếc chúng tôi chứ. Chẳng nhẽ lại tiếc các bác sao? Tìm luôn. Bác tìm bên kia, để em bên này. Sang bên phải đi. Được rồi, bác kệ em. Không đi sang bên trái. Quá. Đấy, đằng đấy. Thế. Rồi. Nó loanh quanh ở đây thôi. Ừ, sắp bắt được rồi. Rồi. Ui, ở đây rồi, đây rồi. Ôi trời ơi, thế à? Thôi đi tìm đi. Này, chết rồi. Chết gì? Mình bị cái thằng Khoành ấy nó lừa rồi. Lừa gì? Thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà? Thế mà nhà nó được cả hai ấy. Làm chó thì có con lợn nào sống. Chỉ có con vợ vác gậy đuổi đánh thằng chồng thì có. Nó lại còn hùa nhau diễn tuồng à. Mẹ cha thằng Khoành lừa chúng ông nhá. Mày lừa chúng ông nhá, mẹ cha thằng Khoành nhá. Em chửi rồi. Chửi tiếp đi. Mẹ cha thằng Khoành nhá.
Mày lừa chúng ông. Hôm nay có việc tôi phải đi lên tỉnh. Bu nó ở nhà để mắt lên cái chân giò ấy. Kéo chó và mèo nó tha đi mất thì lại mất ăn. Con kia là trang trúc độc, dùng để bẫy chuột. Này, người uống vào chết tươi đấy nhé. Biết rồi, lại còn phải gian. Thế hôm nay quét phải cho tao khuyên chọc một phen. Chị Soi, lão Soi nhà chị có nhà không? Ô hay, sao lại ngồi ăn một mình thế này? Đi rồi. Lão Lý nhà em đi đâu cũng chẳng biết nữa. Này, vắng các lão ấy cũng buồn nhỉ. Đây, cái lão nhà tôi ấy mà thì gọi như thế mà. Giả phết đấy. Trả bù cho nhà em. Thế lão ấy có uống rượu không? Có chứ. Uống có nhiều không? Chết thật rồi. Sao lại uống nhiều? Vài chén thôi. Vài chén thôi mà hơn hẳn một chai. Này, này, Bu mày làm sao thế hả? Mình về rồi đấy à? Ừ. Vâng lời mình, em chẳng dám đi đâu cả. Rồi có con mèo nó phóng qua, nó cướp mất cái chân giò. Em đuổi theo nhưng mà không kịp. Sợ mình bắt tội, em mới lấy chai thuốc độc ra. Em muốn cho chết luôn đi. Ô hay, em vẫn chưa chết à? Ui dồi ôi, nay thì có chắc tên tuổi không cơ chứ lì. Vợ ơi, bị chả con. Ui dồi ôi, chị nhà làm sao này? Nó ở nhà, trong nhà, bị trộm vào, mất hết cả. Sợ bị tôi đánh. Uống thuốc độc tự tử đấy. Sao mà còn ngồi ngây ra đấy? Mau lấy võng đi.
Ôi làng nước ơi. Kìa. Ôi làng nước ơi. Thôi. May phúc tổ cho nhà nó. Nó uống nhầm vào chai rượu thuốc của tôi. Thôi, mời hai bác sang bên này uống nước đi. Đi. Thế mà anh em tôi cứ tưởng nhà bác nghèo có rượu. Chả là chuyện mất con lợn hôm trước tôi cứ ái náy mãi. Hai bác vất vả quá. Ôi dào ơi, có gì đâu, bác khách khí thế. Hàng xóm láng giềng giúp nhau là chuyện thường. Có điều nước chè nhà bác hôm nay uống thế nào? Xót ruột quá. Nhà ta sập gụ tủ chè đẹp như thế này, thật tiếc thiếu một thứ. Thứ gì? Tranh. Tranh treo tường. Chỗ này mà có một bức chân dung hai vợ chồng bác treo vào đấy thì quá là tuyệt vời. Em sẽ vẽ tặng hai vợ chồng bác một bức chân dung. Nhà em có nghề vẽ truyền thần ba đời. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Thế vợ chồng tôi có phải ngồi để cho bác vẽ không? Khỏi cần. Vợ chồng bác thì mặt mũi tròn méo thế nào tôi lạ gì. Nhưng sao? Tôi hỏi khí không phải. Thế vẽ có đắt tiền không? Mà tôi phải trả bác bao nhiêu? À, hay là thế này, bác cứ cho vợ chồng tôi ngồi để bác vẽ, xong rồi tôi sẽ lấy tiền công ngồi để trả tiền công cho bác vẽ. Chắc cũng ngang nhau thôi, bảo bác. Bác nói thế thì đây cũng chẳng có gì để bàn. Thôi, vô phép, chúng em về. Thôi. Thì tôi phải trả bao nhiêu tiền? Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau thì tiền nóng gì. Bác cứ thết anh em chúng tôi một bữa cơm rượu tại nhà là được thôi. Ôi, tưởng gì. Bạn bè khi không còn mời nhau được nữa là... không. Thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ. Bác nói đại bối thế làm gì. Úi giời, quái lạ, tại sao lão ấy suốt ngày hí húi ở trong buồng, hay là lại chén cái gì rồi? Mình ơi, mình làm gì mà đóng kín cửa thế? Bu nó để yên như thế làm gì? Làm gì? Sáng tác nghệ thuật. Nghệ thuật. Tôi vâng, đây là gò má chị. Còn đây đích thị là bờ vai thon thả của chị. Đúng rồi. Còn đây là ai thế này? Úi giời ơi, bác Huỳnh, đây là vợ bác chứ còn ai. Thì ra đây là vợ tôi đấy. Huỳnh, tôi đây mà. Em mà mình cũng không nhận ra. Xem nào. Thế con vợ tôi đang ngồi cạnh thằng lạ mặt nào kia? Ô hả? Chẳng phải bác đi sao? Cái gì này thì chửi đi đâu được. Đúng bác chứ còn gì nữa. Ra là thế. Đúng. Sao tôi nom cái thằng này lạ lắm.
Ô hay. Mẹ kiếp, thế có định mời bọn này một bữa cơm rượu như đã hứa không đấy? Tranh mấy pháo như thế mà ông vác mặt đến đây đòi ăn này. Hôm qua các anh chả dạy tôi rằng người ta chuộng của, chuộng công. Nào ai đi chuộng người không bao giờ. Các anh vẽ sỏ vẽ xiên như thế, tôi tha không đuổi các anh ra khỏi nhà là nể tình các anh rồi đấy. Về. Đúng là cái đồ rắn xanh ra mỡ. Bác Lý, bác Lý ơi, đi đâu mà vội vàng thế? Sao cái thân tôi nó khổ thế này? Con vợ tôi nó ác như con quả cái. Già bác cũng khổ như thế. Ra đây này em bảo. Thế sao lúc bác bị vợ ăn hiếp bác không dở miếng tột vô ra? Thì lâu không luyện thì nó nhãng đi. Văn hơn vẫn luyện mình. Ta ôn lại nhá. Rồi bác đứng ra đây. Ông bảo ông có miếng cọp vồ, ông thử dở ra cho tôi xem nào. Đấy là tôi nói người ta, chứ u nó cầm tinh ông Võ Tòng nhỉ. Tôi còn dở miếng ấy ra làm gì nữa. Ông cứ liệu cái thần hồn đấy. Thì từ hồi lấy mình đến giờ tôi có còn thần hồn nữa đâu mà liệu. Này. Dạ. Chớ thấy Hùm ngủ vuốt râu, đến khi Hùm dậy đầu lâu cũng chẳng còn. Trời, suýt tội. Coi như hôm nay hai anh em mình đều gặp hạn. Bây giờ sang lão Huỳnh rủ ra quán lão Béo làm trầu thịt chó. Giải đét. Này, mà mình sợ vợ mình chứ có phải sợ vợ hàng xóm đâu. Lại có chuyện gì nữa đấy? May cho mình thật, vấp toát cả chân, chảy cả máu. Lại con bảo may là sao? Phải, may mà tôi không đi giày. Chứ đi giày thì rách mẹ cái mũi giày cho còn gì nữa. Mày quá. Mày quá. Quán nào? Dạ. Trong lúc chờ chủ quán để tăng thêm gia vị cho món thịt chó, tôi xin kể cho hai bác nghe một câu chuyện vui. Một con chó bị giết thịt, khi xuống Diêm phủ được gọi vào chầu Diêm Vương. Diêm Vương hỏi. Hỏi gì? Chứ chân mày mặc tôi gì mà bị người ta gì? Bác nói thế nào? Diêm Vương ai thế lị? Con chó mới bảo. Dạ, con không biết. Con đang đứng thì bị người ta cầm cái búa đập cái chát cái đầu. Thế là con quay đơ ra. Rồi sao nữa? Rồi sau đó họ nhúng con vào nồi nước sôi. Sau đó cạo lông con trắng phau. Rồi sao nữa? Dạ, sau khi làm lông rồi họ cho con vào lửa thui vàng, mổ bụng, rửa cẩn thận, lấy lòng con làm rồi, nướng thơm phương phức. Thịt con họ nướng chả,
Thơm ơi là thơm. Còn xương sườn với chân họ đem nấu xáo béo ngậy, cho dăm này, hành này, tỏi này, úi rồi úi gan của con này họ lại bọc mỡ xào lên điếc hết cả mũi. Diêm Vương bèn xua tay bảo: thôi thôi, mày đừng nói nữa mà tao thèm. Chuyện được. Dạ thưa các bác, các bác không hay hôm nay là mùng mấy à? Mùng mấy? Dạ thưa các bác, hôm nay là mùng 1 nên nhà em không có hàng. Không sao, anh em mình đã ra đây, đằng nào về thì cũng không có gì ăn. Đúng ạ. Phiền bác chủ lấy cho chai rượu. Dạ. Và đun sẵn cho nồi nước. Dạ có. Hai bác ngồi đây chờ, em về nhà bảo vợ bắt cho con gà. Úi giời, ra đây hầu hai bác. Hai bác chờ em về. Chờ chứ. Chờ em nhá. Chị Lý ơi, chị Lý ơi. Ôi bác, chị làm gì đấy? Bác sang chơi, mời bác vào nhà. Ô hay, sao bác không dồn dồn cho nó gọn vào mà lại để đổ lung tung như thế này? Ấy là bác soi bác ấy dạy em như thế. Bác ấy là phải ngâm với đôi cá ngựa thì mấy con bìm bẹp ấy. Nhà em làm gì được như nhà bác. Mà sao bác biết rõ thế? Ô hay, lão nhà tôi ngày nào chả uống mấy cái thứ ấy. Hóa ra là cái loại ấy. Ông uống bà khen hay đấy hả? Chủ quán, dạ. Chủ quán đâu? Dạ, em à. Hai bác. Cái gì đấy? Kính hai bác à. Các bà thông cảm mà các bà xơi. Làm cảnh. Bác đây thế nào? Ngon lắm. Của nhà. Này bác Lý, bác cầm tinh con gì? Tôi tuổi tuất, nhưng đang ăn. Các bác hỏi tuổi làm gì? À, để chúng tôi đề phòng. Tại sao phải đề phòng? May mà bác cầm tinh con cầy, chứ bác mà cầm tinh con hổ thì anh em chúng ta phải chuồn trước. Bà là bà biết đứa nào ăn trộm gà nhà bà rồi nhá. Buổi trưa nắng trói, tay xách con gà, mày qua dằn mướp, mày sờ gà của bà. Mày ăn gà của bà thì thân đỏ nanh đỏ mỏ, đỏ vỏ đỏ mê, đỏ tí ông vang, đỏ vang như nghệ, nó bóp cả nhà mai. Ôi trời đất ơi là trời đất ơi. Chứ có việc gì đấy hả mình? Lại còn việc gì hả? Ông D
đi chết dẫm chết rúi ở đâu mà sao giờ này mới về hả? Trộm nó vào nhà nó cuốn mất con gà vì ngủ trứng rồi biết chưa? Chồng ăn cái cánh, vợ đánh cái đùi, hỏi xem có thấy ngọt bùi hay không? Ngọt bùi hay không? Hỏi là bác quên chỉ biết rồi đắn cho chết cái đồ. Nhẹ mất rồi. Bắt cổ chảy ra nước. Tham thì thâm. Cái hàng xóm. Bu nó ơi. Bu nó có nhà không? May quá nó không có nhà. May quá nó không có nhà. Nhà, nhà. Bu nó không có nhà. Vào đây. Về rồi đấy à? Bù nó đi làm về. Làm cái gì mà hôm nay lại cứ nhảy cẫng lên thế hả? Thấy bù nó đi làm về tôi mừng quá. Làm sao? Thì ra là đồ chồng thối thay. Đang đi làm đồng. Úi giời mình ấy, quay thối tôi có thối lắm gì. Úi giời củi ấy nó bị hà. Úi giời quánh hiểm quá. Đau tội. Úi giời. À chạy hả? Rồi 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 về đây ba bảo cho. Sao? Bác đến tìm tôi có việc gì đấy? Có việc gì đâu. Tôi đến bác chơi thôi. Chơi á? Sao mặt mũi bác lại xước sát cả ra thế kia? Có gì đâu. Hôm qua tôi đang ngồi chơi hóng mát. Ừ. Cái giàn hoa thiên lý nhà tôi nó đổ xuống. Úi giời ơi. Suýt nữa thì khốn. Ừ. May mà mình có tí chút võ nghệ. Bác lại còn cứ nói dối tôi. Chắc lại vừa gây ra chuyện để con vợ nó cào cấu cho, rồi chạy tới đây để trốn ý mà. Làm gì có chuyện ngược đời như thế. Cái mặt thằng này, tha không đánh vợ là may. Ai lại để cho nó. Thôi. Đừng có diễn cái bài vải thưa che mắt thánh ấy nữa. Tôi còn lạ gì anh? Tôi làm sao này? Anh hiền quá hóa ngu. Cái giống đàn bà ấy. Là phải chỉ cho nó thẳng tay. Đừng có để cho nó bắt nạt. Con vợ tôi mà thế nhá, không xong với tôi đâu. Ui giời. Anh đừng có mà để cho nó được đằng chân lẫn đằng đầu. Khuynh. Ui giời. Ông vừa nói cái giống gì được đằng chân nó lẫn đằng đầu hả Khuynh? Ui giời. Thôi ông ơi, tôi với ông tạm lánh đi. Không có. Cái giàn thiên lý nhà tôi nó cũng sắp đổ rồi. Đi đuổi heo hả? Quan tử bác thu sư này. Giàn thiên lý nhà bác bình quá nhiều gai hơn giàn thiên em. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Chúng ta bị ước hiếp quá. Ừ đúng. Chúng ta phải rủ mọi người thành lập một hội. Hội gì? Hội không sợ vợ. Cái lão nhà em phải tính ăn tham à. Nhìn rau gắp thịt. Thế à? Nhưng mà dễ bảo. Em kể cho bác nghe này. Hôm vừa rồi con lợn nái nhà em nó đẻ. Em mới nhảy vào chuồng chăm sóc nó. Đang chăm sóc, ngước lên nhìn, thấy lão nhìn em âu yếm. Tưởng lão nhìn mình, ai dè nhìn lợn. Thế hóa ra là lão ấy nhìn lợn chứ không phải nhìn cô à? Ừ.
phí nhỉ. Còn cái ông lão nhà tôi thì lại thế này nữa cơ. Ôi dào ơi, lười chảy thấy ra. Mà mỗi lần ngủ á thì phát ra một cái thứ tiếng gì rất là kinh sợ. Thế à? Mà này, con chó đốm nó nằm ở dưới gầm giường ấy, mỗi lần thấy lão ấy ngủ ấy là nó cứ sủa inh ỏi lên. Khôn nhỉ? Thế mới không thịt. Nào nào mọi người yên lặng để cho bác Lý có ý kiến. Sách Bình Thư có câu: quá bất địch chúng, nhược bất địch cường. Thường chúng ta, người nào biết phận người đấy nên sợ. Cứ chung sức lại, nhất hô ba ứng, đừng ai bỏ ai, thì làm gì mà phải sợ. Rồi chí Lý, em xin có nhời ạ. Bác Lý nói đúng lắm. Chỉ e lúc lâm sự chúng ta không hòa tâm nhất trí thì nguy to. Chi bằng hôm nay chúng ta cứ chích máu ăn thề. Quá cho nó chặt. Quá đúng đấy. Tôi đề nghị bác Lý làm chủ tế. Xứng đáng là đồng đảng. Này, thế dạo này cô có còn cho lão ấy uống nhiều rượu nữa không đấy? Em vẫn nghe lời bác, cho uống vừa tới thôi. Một chén thôi nhá. Một thôi. Ôi, hai bác ơi, chết đến nơi rồi mà hai bác vẫn còn ngồi ung dung ở đây với nhau làm gì? Sao có chuyện gì thế bác? Động trời rồi, các lão đang tụ tập nhau ở miếu làng bàn cách chống lại chúng ta kia kìa. Thả nào, từ sáng tới giờ không thấy một lão đàn ông nào đi lại trong làng này cả. Đi, đi. Thôi, chống nổi hả? À, bác Hiếu đây rồi. Chỉ thiếu đi đủ hết. Chỉ thiếu mỗi bác chủ tế Lý thôi. Ừ, bác đi chặn cái đâu cả. Thôi, bây giờ chúng ta quay lại. Xem đình xem sao. Đi đi đi. Quay lại để xem quay lại. Chúng mình thật là sáng suốt, lựa chọn được một ông chủ hội thật là can đảm. Thực xứng đáng đương đầu với các mụ vợ hung dữ. Nhất định không thèm chạy trốn. Rồi. Nhưng mà bác Huỳnh ơi, từ từ bác Huỳnh. Bác Lý, sao thế nhỉ? Hả? Ủa? Quá. Sao thế? Để em. Không sao. Bác ấy làm sao nhỉ? Ôi trời ơi. 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 Ôi trời ơi.